Chơi đấu trường chân lý bằng chuột trên máy tính các bạn đã thấy nhiều rồi. Và chơi đấu trường chân lý bằng màn hình cảm ứng trên điện thoại các bạn cũng thấy nhiều rồi. Nhưng mà đã bao giờ các bạn thử trải nghiệm chơi đấu trường chân lý bằng màn hình cảm ứng trên máy tính chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Chắc hẳn các bạn đã biết các dòng máy Surface đều có một điểm chung là được trang bị màn hình cảm ứng. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm chơi tựa game đấu trường chân lý trên chiếc Surface Pro 8 để xem rằng liệu màn hình cảm ứng có thể thay thế chuột và bàn phím hay không, liệu nó có đem đến trải nghiệm giống như bàn phím hay chuột. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nói chung ban đầu với những thao tác ngoài sảnh chờ, các bạn có thể sử dụng cảm ứng thay chuột cũng được. Tuy nhiên thì ngay từ trận đấu đầu tiên mình đã gặp một vấn đề, đó là mình không thể làm cách nào để di chuyển linh thú. Chúng ta vẫn có thể di chuyển linh thú, nhưng sẽ phải giữ ngón tay một lúc. Điều này mình cho là một bất tiện cũng khá là lớn đấy, bởi vì trong những vòng tròn đồ nếu sử dụng chuột thì các bạn có thể điều khiển linh thú khá là linh hoạt và có thể lấy những món đồ mà bạn muốn một cách nhanh chóng và chính xác. Nhưng với màn hình cảm ứng thì các bạn sẽ phải giữ khoảng 1 giây và điều này sẽ vô tình tạo cơ hội cho những người chơi khác lấy mất món đồ mà bạn cần. Như vậy là mới bắt đầu mà đã có một điểm trừ khi sử dụng rồi. Mình sẽ thử di chuyển các con tướng đến các vị trí khác xem thế nào. Cũng ok, cũng mượt đấy chứ. Nếu các bạn điều chỉnh tư thế một chút để tay không bị gượng thì nó sẽ nhanh hơn khá là nhiều. Với thao tác này nếu bạn dùng quen thì hoàn toàn có thể thay thế cho chuột và mình thấy cũng khá là tiện. Tuy nhiên cũng có một vấn đề, đó là khi các bạn chơi một thời gian dài hoặc là liên tục thì cổ tay sẽ nhanh bị mỏi và cũng rất là dễ bị đau nữa, tại vì các bạn sẽ phải di chuyển cổ tay nhiều hơn bình thường so với dùng chuột. Đối với cá nhân mình là như vậy, không biết các bạn như thế nào, hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Quay trở lại vào trận đấu thì ngoài việc di chuyển vị trí các con tướng ra, bạn có thể mua bán tướng một cách cũng rất là dễ dàng. Các bạn có thể nhấn vào tướng ở cửa hàng hoặc kéo chúng lên hàng chờ để mua tướng. Để bán tướng thì các bạn lại kéo chúng xuống dưới phần cửa hàng và thả tay ra là được. Các thao tác không khác gì nhiều so với việc dùng chuột. Thao tác đổi mới cửa hàng hoặc mua kinh nghiệm các bạn cũng có thể thực hiện tương tự. Thậm chí nếu bạn quen tay hoàn toàn có thể thao tác nhanh hơn cả chuột. Để xem thông tin tướng hoặc trang bị thì các bạn cũng cần giữ ngón tay một lúc, giống như là việc các bạn di chuyển linh thú. À đây, có một thứ mà màn hình cảm ứng có lợi thế khá là rõ ràng, đó là việc xem nhà người chơi khác. Dành cho những bạn nào chưa biết thì ở dưới cái icon linh thú của người chơi khác, nếu bạn thấy có dấu X, tức là vòng kế tiếp bạn sẽ có thể gặp họ. Vậy nên bạn có thể xem trước xem những người bạn có thể gặp ở vòng sau đang chơi bài gì, để có thể xếp đội hình một cách phù hợp. Và thao tác này khi sử dụng trên màn hình cảm ứng thì mình thấy nhanh hơn rất nhiều so với dùng chuột. Thật ra để tối ưu cách chơi nhất thì bạn nên sử dụng cả ba thứ là chuột, bàn phím và màn hình cảm ứng. Bởi vì mỗi thứ đều có điểm mạnh riêng và những cái tính năng riêng để các bạn có thể thao tác nhanh ở trên đó. Ví dụ như với chuột thì các bạn có thể di chuyển linh thú nhanh hơn, chính xác hơn và linh hoạt hơn. Với bàn phím thì các bạn có thể dùng những phím tắt ví dụ như E, D, F để bán tướng hoặc là mua kinh nghiệm hoặc là đổi mới cửa hàng, vân vân. Còn với màn hình cảm ứng thì giống như mình vừa chia sẻ ở trên, các bạn có thể sử dụng để xem người khác đang chơi những bài gì một cách rất là nhanh chóng và tiện lợi. Tổng kết lại thì việc sử dụng chuột hay màn hình cảm ứng để chơi đấu trường chân lý nó cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ có một thứ duy nhất khiến màn hình cảm ứng trở nên bất lợi, đó là việc sử dụng chuột phải. Các bạn sẽ phải giữ và chạm khoảng 1 giây để sử dụng chuột phải. Điều này sẽ là một bất lợi lớn cho các bạn ở những vòng chọn đồ, nhất là vòng chọn đồ đầu tiên, các bạn sẽ khó mà tranh được đồ với những người khác. Ngoài ra thì các vòng nhặt đồ sau cũng vậy. Vậy nên đối với chiếc Surface Pro 8 trước mặt mình đây, các bạn có thể không mang theo chuột, không mang theo tie cover cũng được, vẫn có thể chơi được đấu trường chân lý, nhưng mà sẽ gặp một bất lợi giống như mình vừa nói trên. Các bạn có thể cân nhắc đến điều đó để đưa ra cho mình những giải pháp thay thế phù hợp trong trường hợp mà bạn cần tối giản hóa những món đồ công nghệ. Ok, và đó là những cảm nhận của mình khi sử dụng màn hình cảm ứng trên máy tính để chơi game, cụ thể là đấu trường chân lý, một tựa game giải trí khá là hay và nhiều người chơi ở thời điểm hiện tại. Các bạn nghĩ sao về việc sử dụng màn hình cảm ứng để chơi game thay chuột và bàn phím? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.